quý vị quan khách quý hai bên và bốn họ một lần nữa trân trọng kính mời.
Kim Thu Thủy đúng là yêu nhau. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội và mấy đèo cùng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, nắng mưa cùng quyết mà phong ba cũng liều. Mong một liều thì ba bạch cùng liều, cho nàng đi trước để rồi dắt chàng theo sau. Và giờ phút này xin mời quý vị chúng ta hãy hướng ánh mắt ra phía ngoài cánh cổng hoa thơ thương, dành một nụ cười trên môi một cái vỗ tay thật lớn thật đồng nhiệt nhất chào đón hai bông hoa rạng người nhất của chúng ta, Trần Diệp Thành Nam và Dễ Nhân Thủy Dung. Vâng, và giờ phút này hai bông hoa rạng người nhất, hạnh phúc nhất giữa rừng hoa ngày hôm nay, Trần Diệp Thành Nam và nàng dâu Thủy Dung đã sẵn sàng tiến về với sân khấu tình yêu. Và theo sau xin mời với diễn diện của hai bên thông gia, xin mời họ nhà gái chúng ta, ông Trần Văn Thành, mẹ Lê Thị Nga, chúng ta sẽ cùng di chuyển trở về với hai con về phía họ nhà trai. Vâng, thưa quý vị thân mến, vào khoảnh khắc yêu thương tuyệt vời này, ban tổ chức chúng tôi cũng đã mời được hai nhân vật chính, cô dâu và chú rể, cùng với tứ thân phù mẫu của hai nhân vật chính chúng ta đã cùng trở về với sân khấu. Khoảnh khắc yêu thương tuyệt vời này xin mời quý vị chúng ta một lần nữa vui lòng một lời tổ chức và chúng ta chính thức bước vào chương trình ngay sau đây. Cảm ơn sự đồng hành tuyệt vời của quý vị rất nhiều. Sau đây chúng ta sẽ cùng tiến về với sân khấu đứng bên cạnh hai con để cùng chúng ta bước vào chương trình. Vâng, và kính thưa tới tất cả quý vị thân mến, vừa rồi chính là bàn hòa tấu rộn ràng nhất đỡ lời cho đại gia đình hạnh phúc để cùng nổ lên ra mắt toàn thể quý vị quan khách quý trong ngày hạnh phúc trong đôi ngày hôm nay. Và xin được hân hoan nồng nhiệt chào đón tới diễn diện chân quý, tình cảm thân thương nhất của tất cả quý vị quan khách quý xa gần. Quý vị đã không ngại đường xa xa xôi, đã bớt chút thời gian vàng ngọc quý báu của mình đã cùng trở về với sân khấu tình yêu, cùng chung vui và chúc phúc cho tân lang và tân gia nhân. Giờ phút này cho phép chúng tôi những người thực hiện chương trình sẽ đỡ lời cho đơn vị tổ chức sự kiện nhà hàng Khang Anh, đỡ lời cho đôi bên gia đình cũng như tràn rể nàng dâu, xin được hân hoan gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất. Dạ vâng, kính thưa tới tất cả quý vị, khi một năm được bắt đầu từ mùa xuân, với tình yêu thì được bắt đầu từ tuổi trẻ. Nếu như mùa xuân đã đem lại sự hương thịnh cho mọi sinh linh và vạn vật, thì tuổi trẻ cũng mang lại cho chúng ta tình yêu và hạnh phúc của lứa đôi. Khi từ con người chúng ta, ai cũng đều có một trái tim, nhưng lại chỉ có một nửa yêu thương, và buộc chúng ta phải đi tìm nửa yêu thương nơi trái tim còn lại. Kính thưa quý vị thân mến, ai chúc cánh cho chim bay về tổ, ai mở đường cho trai gái gặp nhau. Tình yêu cũng được bắt đầu từ đôi mắt và ngày mai cũng được bắt đầu từ ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, ngày lành tháng tốt được sự cho phép của chính quyền hai địa phương, được sự tác hợp từ phía đôi bên gia đình, thì đôi bạn trẻ của chúng ta đã chính thức trèo lái các thứ tình yêu của mình cập bến bờ hôn nhân hạnh phúc. Và trong khoảnh khắc yêu thương tuyệt vời này, đáp lại tấm chân tình mà quý vị quan khách quý đã không ngại đường xa xa xôi, bất chấp thời gian vàng ngọc quý bao của mình cùng trở về với sân khấu tình yêu để cùng chung vui và chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể, cùng như tình cảm thông gia đồng nàn giữa hai bên gia đình. Và giờ phút này, ban tổ chức chúng con xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cùng với đại gia đình mình chúng ta cùng cúi đầu chào ra mắt toàn thể quý vị quan khách quý thay lời cảm ơn ạ. Và kính thưa quý vị thân mến, vào khoảnh khắc yêu thương tuyệt vời này, cho phép chúng con xin được long trọng để mà tuyên bố chương trình đại lễ đăng quang chúc mừng hạnh phúc trăm năm tràn rể Thành Nam sánh duyên cùng gia nhân Thủy Dung xin chính thức được bắt đầu. Vâng, rất tuyệt vời, xin chân thành cảm ơn những màn pháo tuyệt vô cùng rực rỡ đến từ đơn vị tổ chức sự kiện nhà hàng Khang Anh, và cảm ơn những tràng pháo tay rất là ý nghĩa tuyệt vời của quý vị rất là nhiều. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, trai khôn dừng vợ, gái lớn thì phải gả chồng, đó là quy luật tự nhiên tất yếu bao đời nay. Và trong khoảnh khắc yêu thương tuyệt vời này, chúng ta không thể không nhắc đến sự đồng hành tuyệt vời của các đấng sinh thành đã có công lao sinh thành dưỡng dục để có một chàng rể nàng dâu tuyệt vời như ngày hôm nay. Và giờ phút này, ban tổ chức chúng con sẽ được kính chuyển lời tới một bác trưởng đoàn đại diện cho đại gia đình họ nhà ngoại và một bác trưởng đoàn đại diện cho đại gia đình họ nhà trai. Chúng ta sẽ cùng trở về với sân khấu để có đôi lời phát biểu cảm ơn, lời giao dâu nhận rể thắm thiết cho đọc kính mời. Vâng, xin mời bác Lục đúng không ạ? Và về phía họ nhà gái. Vâng, về phía họ nhà gái trân trọng kính mời Dường Ân ạ, sẽ cùng trở về với sân khấu. Và Dường Ân chính là bác trưởng đoàn đại diện cho đại gia đình họ nhà ngoại của chúng ta. Và tất cả quý vị chúng ta ưu ái dành cả hai bác trưởng đoàn cấp cao chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn thật đồng nhiệt nhất để chào đón được không ạ?
Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin cảm ơn sự đồng hành tuyệt vời của hai vị trưởng đoàn. Kính thưa quý vị, hoa đến thì hoa phải nở, mà đò đầy thì đò phải sang sông. Đến duyên em thì em phải đi lấy chồng, mà đã qua sông thì phải lụy đò. Muốn cho con hạnh phúc phải có đôi câu dặn dò. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với lời phát biểu cảm ơn, lời dâu dâu đến từ vị trưởng đoàn hoa nhà gái. Trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị, với sự sắp xếp bố trí đến từ phía đại gia đình của Hòa Nhà Nội thì xin mời bác trưởng đoàn của gia đình Hòa Nhà Trai sẽ đỡ lời hai bên gia đình có đôi lời phát biểu cảm ơn, đúng không ạ? Còn những lời rau dâu nhận rể trước đó thì hai bên gia đình chúng ta đã dành tặng cho nhau. Bây giờ phút này xin mời bác trưởng đoàn của Hòa Nhà Trai chúng ta có đôi lời phát biểu cảm ơn. Trân trọng kính mời bác. Vâng, kính thưa quan viên hai họ, kính thưa quý ông, quý bà, quý các anh chị cùng toàn thể bạn bè, cùng các cháu gần xa có mặt trong hôn trường cưới hôm nay, lời đầu tiên tôi xin thay mặt cho Hòa Nhà Trai đồng thời đồng lời với Hòa Nhà Gái một lời chúc sức khỏe tới quý vị, một lời chào thân ái nhất, xin cảm ơn. Vâng, kính thưa các quý vị, đúng là làm bố làm mẹ sướng đến bao nhiêu, đến giờ phút này thật làm chú cũng được cảm động bấy nhiêu. Hôm nay ngày lành tháng tốt của cháu Nam và cháu Trung đã thương yêu nhau, hai gia đình chúng tôi và được sự nhất trí của hai chính quyền của địa phương và cho phép chúng tôi để tổ chức lễ thành hôn cho hai con chúng tôi. Không có gì hơn mà được sự hiện diện của các quý vị bớt chút thời gian về đây để chúc phúc cho hai họ chúng tôi, chúc hạnh phúc cho hai con, hai cháu chúng tôi Nam và Trung. Không có gì hơn đặt một tấm lòng thành người chú đại diện cho Nam, đồng lời Hòa Nhà Gái xin một lần nữa kính chúc quý khách một lời chúc sức khỏe, một lời chào đồng thống nhất. Vâng, xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn. Vâng, rất là tuyệt vời, chân thành cảm ơn bài phát biểu cảm ơn vô cùng tuyệt vời đến từ vị trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình chúng ta rất là nhiều. Và các cụ chúng ta thường bảo rằng sâu sâu sau cả niềm tin mà đã nhận nhau nhận luôn cả mối tình thông gia, đúng không ạ? Và giờ phút này con sẽ được mời hai bác trưởng đoàn chúng ta tiến lên phía trên những bước nhỏ, dành tặng cho nhau một cái ôm, một cái bắt tay tuyệt vời nhất, được không ạ? Và chính thức từ giờ phút này xin được chúc mừng hai bên gia đình chúng ta đã có dâu hiền rể thảo, chúc mối tình cảm thông gia nồng nàn giữa hai bên gia đình sẽ mãi gắn bó bền lâu, hai nhà là một. Và giờ phút này xin được trao tặng hai bác trở lại vị trí trang trọng nhất của gia đình. Và tiếp theo sau xin mời hai bố chúng ta tiến lại gần nhau, dành tặng cho nhau một cái bắt tay tuyệt vời nhất. Và theo sau nữa sẽ là sự đồng hành tuyệt vời của hai mẹ, dành tặng cho nhau một cái ôm thắm thiết. Và xin được chúc mừng hai bên gia đình chúng ta đã có dâu hiền rể thảo ạ. Xin mời hai mẹ chúng ta tiến lại gần nhau đi ạ. Vâng, xin mời hai người mẹ hiền chúng ta tiến lại gần nhau, dành tặng cho nhau một cái ôm thắm thiết nhất, được không ạ? Và chúng ta dành tặng cho hai người mẹ hiền tuyệt vời này một tràng vỗ tay thật lớn, được không ạ? Rất rất tuyệt vời và xin được cảm ơn sự đồng hành tuyệt vời của đại gia đình thân thương rất là nhiều. Và giờ phút này xin được trao trả đại gia đình mình chúng ta trở lại vị trí trang trọng nhất của những dãy bàn tiệc. Và chúng ta sẽ cùng nắn lòng chờ đợi trong giây lát, chúng ta đến với những nghi thức nghi lễ tuyệt vời nhất dành tặng cô dâu và chú rể. Kính thưa quý vị thân mến, và giờ phút này đỡ lời cho ban tổ chức của chúng tôi, xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng tự nhiên khai tiệc, xuất chén rượu hồng xanh men tỉnh cho cô dâu và chú rể, được không ạ? Và chúng ta không quên dành tặng cô dâu và chú rể chúng ta những thông điệp tình yêu tuyệt vời nhất, và đặc biệt hơn nữa đánh dấu cho ngày trọng đại ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng đọng tại sân khấu tình yêu tuyệt vời này với nghi thức trao nhẫn đôi nương. Và cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng nán lại với sân khấu đứng một chút xíu nữa, được không ạ? Và chú rể ơi, chú rể hãy dành tặng cho người vợ yêu thương của mình món quà đông đầy hạnh phúc, minh chứng cho nguyện thề lứa đôi của mình với nghi thức trao nhẫn đôi nương. Trân trọng kính mời. Vâng, thưa quý vị, anh về quốc đất trồng thau, cho em trồng kè xây trầu một bên, mai kia trầu nọ lớn lên cậu anh ra trái thì mình nên vợ chồng. Vâng, anh còn son ta hãy còn son, từ nay ta đã là con một nhà. Và chúng ta dành một tràng vỗ tay lớn hơn nữa để chúc mừng hạnh phúc thưa quý vị. Rất tuyệt vời, và nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu và hứa với nhau một câu rằng mình sẽ cùng đi hết con đường mà mình đã chọn. Và tình yêu của hai bạn sẽ cùng nắm chặt tay nhau bước lên con đường hạnh phúc mang tên hôn nhân và gia đình. Và ngay sau đây xin mời cô dâu và chú rể nhẹ nhàng di chuyển về bên cánh phải của sân khấu, đến với tháp bánh uyên ương để chúng ta cùng chia ngọt sẻ bùi với chiếc bánh uyên ương ngày cưới hôm nay. Trân trọng kính mời. Vâng, và xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng tay trong tay cầm con dâu hồng tình yêu cắt thật mạnh với ba lát cắt yêu thương, được không ạ? Và lát cắt đầu tiên sẽ
xin cảm ơn tới công lao sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ đôi bên gia đình. Và lắc hát thứ hai, xin cảm ơn tới sự diện chân quý, tình cảm thân thương nhất của quý vị quản khách quý. Và lắc hát thứ ba, bánh này là bánh nghĩa bánh tình, bánh này là của riêng mình với ta, bánh này đã được cắt xa tấm lòng son sát giữa ta với mình. Và xin được cảm ơn sự đồng hành tuyệt vời của cô dâu và chú rể rất là nhiều, và tình yêu của hai bạn sẽ mạnh ngọt ngào như chiếc bánh phu thê ngày cưới hôm nay. Và ngay sau đây xin mời cô dâu và chú rể nhẹ nhàng di chuyển về bên cánh trái của sân khấu, đến với tháp ly cam ly để chúng ta sẽ cùng chung tay rót chén rượu hồng. Trân trọng kính mời. Lúc đó chú rể sẽ vùng bằng nhẹ nhàng bóc lớp giấy bạc bên ngoài ra, và hãy dùng lực của người đàn ông trưởng thành hạnh phúc nhất ngày hôm nay và lắc thật mạnh chai sâm banh, và sau đó hãy xoay ngược chiếc kim đồng hồ để bóc còn kẹp và dùng lực ngón tay cái bật nắp khui chai được không ạ? Kính thưa quý vị thân mến, và giờ phút này chúng ta sẽ cùng hướng ánh mắt trở về với sân khấu để chúng ta cùng chứng kiến với nghi thức rót rượu yêu thương. Đặc biệt hơn nữa, chúng ta đang thấy ban tổ chức chúng tôi đã bố trí một tháp ly chất cao như hình quả núi, có ý nghĩa nói lên rằng công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Vâng, chén rượu cay tràn đầy hạnh phúc, ly rượu hồng này con sẽ chúc phúc mẹ cha, vì con cha mẹ chóng già, ân sâu nghĩa nặng như là biển đông. Và xin mời cô dâu và chú rể chúng ta mạnh dạn rót thật đầy tràn ly rượu đông đầy hạnh phúc của mình đi ạ. Và sau khi chúng ta hoàn thành với chai sâm banh đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chai sâm banh thứ hai nào chú rể ơi. Và tiếp tục với chai sâm banh thứ hai, với lượt thứ hai này thì chắc chắn chú rể chúng ta tự tin và thành thạo hơn rồi đúng không ạ? Và chú rể chúng ta sẽ cùng tiếp tục bật nắp khui chai với chai sâm banh rót tràn đầy tràn những yêu thương, chất chiêu những tinh túy của tình yêu ngày hôm nay, để rồi cùng đong đầy hạnh phúc cùng với tất cả hồi hôn trong ngày vui hạnh phúc của mình. Nếu không có người, kính thưa quý vị thân mến, nếu như trong cuộc sống này nước được tượng trưng cho sự sống, thì ly rượu hồng ngày cưới hôm nay sẽ cùng tượng trưng cho mật ngọt của tình yêu đôi lứa. Và nếu như thủy chung là chén rượu cay, thành nam xin được nhấp chén rượu ấy để được say suốt đời. Vâng, say tình, say nghĩa, say yêu thương. Hãy vì yêu mà đến và vì thương mà tới. Và chúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta trong năm duyên thắm má kề, giàu sang phúc lộc tứ bề luôn được an vui. Và giờ phút này xin mời cô dâu và chú rể chúng ta nhẹ nhàng di chuyển trở lại vị trí chính giữa trung tâm sân khấu đi ạ. Ta cầm rượu bên tay phải của mình và hướng lên rượu của mình trước ngực và hướng về phía tất cả các vị khách quý thế giới đúng không ạ? Và giờ phút này xin mời tất cả quý vị quan khách quý hai bên và bốn họ, chúng ta hãy cùng rót thật đầy tràn những ly rượu đong đầy hạnh phúc của mình, dâng cao với những tiếng rượu thật lớn để chúc mừng hạnh phúc quý vị đồng ý không ạ? Và nhà trai đang ở vị trí nào ạ? Nhà gái đâu ạ? Lý đâu? Cảm ơn những tiếng số đồng thanh của tất cả quý vị đã thay lời chúc mừng hạnh phúc tuyệt vời nhất gửi tới cô dâu và chú rể. Giờ phút này một lần nữa xin mời hai bạn chúng ta nhẹ nhàng xoay người về với nhau, lồng tay với nhau để cùng uống rượu ra môi. Và xin được khuyến cáo cô dâu và chú rể, rượu này tuy mang nhãn mác châu Âu nhưng mà sản xuất thì ở Diễn Châu quê mình. Cô dâu và chú rể nếm trải từ giây phút này, xin cảm ơn cô dâu chú rể rất là nhiều. Và giờ phút này xin mời chú rể chúng ta tạm thời đặt hai ly rượu hồng của mình trở lại vị trí bàn lễ tân được không ạ? Tổ chức chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức phục vụ toàn thể quý vị, nhưng không thể nào tránh được khỏi những thiếu sót. Rất mong quý vị vì hai chữ song hỷ trong ngày cưới mà vui vẻ bỏ qua những thiếu sót đó của chúng tôi. Một lần nữa xin được mến chúc tất cả quý vị quan khách quý hai bên bốn họ sức khỏe an khang thịnh vượng, toàn gia hạnh phúc. Đặc biệt hơn nữa, chúng ta sẽ cùng thưởng thức chương trình đại tiệc ẩm thực một cách trang trọng, vui vẻ, nồng ấm hạnh phúc. Và giờ phút này nhiệm vụ của cô dâu và chú rể là sẽ cùng minh chứng ngược lại tất cả quý vị thấy rằng ngày hôm nay tình yêu đã được chính thức lên ngôi, hạnh phúc đã thực sự ngập tràn tại sân khấu tình yêu tuyệt vời này. Và cô dâu và chú rể chúng ta có thể dành tặng cho nhau một nụ hôn cháy bỏng nhất, minh chứng nguyện thề tình yêu của mình không ạ? Chú rể sao ạ? Ok. Ok, rất tự tin ạ. Cô dâu thì chắc chắn rồi, nụ cười trên môi đã nói lên tất cả. Và giờ phút này xin mời cô dâu và chú rể chúng ta nhẹ nhàng xoay người về với nhau. Và cô dâu cho em xin mời tàn bó hoa đi ạ. Và xin mời cô dâu xinh đẹp hãy đặt vòng tay mềm mại của mình lên bờ vai vững chãi của người chồng yêu thương. Và chú rể ơi, chú rể hãy ôm eo người về của mình, ôm vào lòng hai mẹ con được không ạ? Và giờ phút này chúng ta sẽ cùng đếm ngược được không nào quý vị ơi? Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, Happy Wedding! Một tràng vỗ tay lớn đã được
để chúc mừng thưa quý vị. Và một lần nữa xin được chúc cho tình yêu hạnh phúc của cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc bền lâu, sống cho đến đầu bạc răng long và cùng bước trên con đường hạnh phúc mang tên hôn nhân và gia đình. Giờ phút này xin được trao trả cô dâu và chú rể trở về với ông tài yêu thương của quý vị khách quý để chúng ta cùng đi đến từng bàn nhờ những lời cảm ơn tuyệt vời nhất. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và cảm ơn sự đồng hành tuyệt vời của cô dâu và chú rể. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã được trải qua những giây phút thăng hoa với những nghi thức nghi lễ vô cùng tuyệt vời dành tặng cho cô dâu và chú rể. Và giờ phút này thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng dìu dắt nhau trở về phòng chúc may để chúng ta sẽ cùng thay một bộ chim y mới gọn gàng, xinh xắn, xa xôi, sẽ cùng trở về với sân khấu tình yêu để cùng giao lưu với chương trình. Trân trọng kính mời chị ạ. Vâng, và quý vị ơi, nhạc hay là nhờ trống nhờ đàn, những hát hay là nhờ những chàng vỗ tay. Và chúng ta không quên hôm ấy dành tặng cho chị Nguyệt, đại diện hội nhà ngoại, chúng ta bằng một chàng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt nhất được không ạ? Cái được bảy nhiêu không vậy? Quan viên nhỏ và thanh niên nam nữ gần xa đã đem chúc phúc cho hai cháu chúng tôi. À, sau đây mời chú cho hát và chú là trong năm tình viên mãi bắt đầu địa phương thanh. Luôn. Phải như thế này.
đại diện cho đại gia đình nhà ngoại chúng ta đã trở về với sân khấu để cùng giao lưu về chương trình. Kính thưa quý vị, hát lên đi cho tình thương chất thành, hát lên đi cho sáng người ảnh tình vi và tiếp nối chương trình giao lưu văn nghệ của chương trình ngày hôm nay. Sân khấu tình yêu xin chào đón người đáp ứng hát của anh Trình Thao sẽ được trở về với sân khấu để cùng giao lưu với chương trình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúc hai họ về trong chiến trận thôi soi sáng cánh thầu. Một chiều bên dòng sông La, anh coi em cô gái lại đỏ. Chuyến đò chiều đưa anh sang sông, anh thầm thương cô gái lại đỏ. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà em bên lớn anh ở bên vui. Câu đời câu chờ đôi ta thương nhau, trên dòng sông im bóng chẳng hề. Một câu thì anh hãy trao đưa câu thì em thương. Cù sắc cù khoai mồ hôi chẳng bằng, thương anh rồi nhớ đời nghe. Oh,